Thưa quý vị, thưa các bạn, trong nhiều năm qua, ngành thực phẩm và đồ uống luôn là một trong những ngành kinh tế quan trọng và nhiều tiềm năng phát triển với tốc độ tăng trưởng được dự báo từ 5 đến 6% một năm trong giai đoạn 2020-2025. Với việc Việt Nam đã ký kết 17 hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương thế hệ mới, như Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu EVFTA, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đã mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam. Với tầm nhìn đến năm 2025, phát triển thành tập đoàn công nghệ đồ uống hàng đầu của Việt Nam, có vị thế trong khu vực và quốc tế, doanh nghiệp này đã xây dựng được chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào thương hiệu, liên tục cải tiến chất lượng và phát triển các dòng sản phẩm mới, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng và xu hướng phát triển của thị trường. Qua đó, góp phần nâng tầm thương hiệu Việt không chỉ trong thị trường nội địa mà còn đủ sức cạnh tranh trên thị trường thế giới. Dựa trên cái nền tảng, cái bí quyết công nghệ mà từ cái hãng DBG để lại, để duy trì cái chất lượng, cái hương vị vốn người tiêu dùng trước năm 75 chào đó, thì Sabeco là lưu ý tới việc quản lý kiểm soát chất lượng. Để thực hiện cái việc đó thì hiện nay thì chúng tôi có một cái đội ngũ gọi là ban kiểm soát chất lượng mà đã được chứng nhận phòng thử nghiệm ISO 17025 với những cái trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, tự động để đảm bảo được cái chất lượng của cái đơn vị này kiểm soát hoàn toàn chính xác. Các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia là sân chơi lớn, mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đầy thách thức đối với nhiều ngành hàng, trong đó có ngành đồ uống của Việt Nam. Vì vậy, việc xây dựng thương hiệu là nỗ lực không ngừng của doanh nghiệp này trong hành trình hội nhập quốc tế, khẳng định thương hiệu Việt nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa Việt Nam vào các thị trường. Là một doanh nghiệp lớn nằm trong top 50 các cái doanh nghiệp lớn nhất của Việt Nam đi Sài Gòn là một cái thương hiệu mang tính biểu tượng của Việt Nam. Chúng tôi duy trì, cải tiến, ổn định chất lượng. Và chúng tôi rất tự hào bởi vì đó là một cái thương hiệu mang tính biểu tượng và tự hào của người Việt. Hiện nay thì cái sản phẩm của chúng tôi đã tiêu thụ, hiện nay có mặt trên tất cả các cái tỉnh thành ở Việt Nam và xuất khẩu vươn tới 38 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới. Sau dịch COVID-19, sự phục hồi nhu cầu tiêu dùng nội địa là động lực giúp ngành thực phẩm đồ uống tăng trưởng trở lại. Các doanh nghiệp hoạt động trong ngành đồ uống cũng đã không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng đầu tư cho hệ thống cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa quy trình sản xuất và quản trị doanh nghiệp. Bên cạnh nhu cầu nội địa dự báo tăng trưởng mạnh, ngành thực phẩm đồ uống đã mở ra cơ hội xuất khẩu, được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ mảng xuất khẩu thông qua các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết. Trong tiến trình hội nhập hiện nay thì tôi nghĩ là các doanh nghiệp ngành đồ uống cũng tự hào là chúng ta đã đầu tư về trang bị kỹ thuật, hàm lượng khoa học công nghệ và cả con người để đạt được cái trình độ có thể nói là tương đương với các nước trong khu vực và trên thế giới. Nếu đến các nhà máy trong ngành, chúng ta thấy cái trình độ quản lý, trình độ công nghệ của chúng ta luôn luôn xứng tầm với lại các cái nước trong khu vực và chúng ta đủ trình độ vào cái tiến trình hội nhập này. Trước xu thế toàn cầu hóa, cộng đồng doanh nghiệp bước vào thời kỳ hội nhập ngày càng sâu rộng, chương trình bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao lại khoác thêm sứ mệnh mới. Việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng thông qua cam kết tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất, khuyến khích doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam và quốc tế là những bước đi để hàng Việt Nam ngày một khẳng định vị thế và uy tín trên thị trường trong nước, khu vực và thế giới.